subi lang kalau deng gatal gatal sa deng mati gila sa deng gatal gatal sa dia sudah biar kalau deng gatal gatal sa deng mati gila sa deng gatal gatal sa dia sudah biar kalau deng. Ok, và hôm nay mình sẽ trong vai sếp S cùng với đó là sếp nào và sếp yêu sếp rồi. Mình đứng đây chứ. Ai gọi mình là Sơn mình. Không sếp, Sơn cái gì mà Sơn. Yêu là sếp hình. Yêu sếp hình. Bay. Ờ đứng đây nha mọi người. Ok. Đâu? Đứng đây luôn. Đứng đây. Đây. Rồi. Ngồi đúng không? Ngồi nè. Vui lại cắm cờ. Rồi làm sao mất cây cờ? Ai mà biết được. Rồi 1 2 3 ngồi. À. Thôi đi, đi lên thêm miếng nữa đi cho mất đỡ xấu. Thấy ghét. Thì ghét rồi. 1 2 3 ngồi. Cao lên xuống. Rồi 1 2 3 ngồi. Wow, lưng mình kìa. Rồi chào nè, chào nè. Chào khán giả nè. 1 2 3 chào. Cái gì vậy? Ơ cấm cờ, cấm cờ với chúng tôi. Trưởng á 1 2 3 trưởng mọi người. Mọi người 1 2 3 trưởng nè. 1 2 3 trưởng nè, đấm xong trưởng nè. 1 2 3 đấm. Trưởng. Trưởng. Ui hấp dẫn. Ui trời ơi. Hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp làm gì mà khiên cờ đô đô. Khiên cờ đô đô. Khiên cờ đô. Ơ ác kìa, ai bắn bé. Con bé này có làm gì đâu mà bắn bé kìa. Rồi xin lỗi, chào xin lỗi đi. Mau tới đây xin lỗi kìa, ai bắn kìa. Ai mà ác kìa, xin lỗi kìa. Ai mà ác sao cứ bắn người ta. Ờ ai mà ác kìa, ai làm thế bao giờ đâu trời ơi. Ui rồi. Để người ta chết luôn. Vãi đái. Ui ai cũng có bao tay đấm hết vậy. Ai ác quá. Na đúng không? Rồi nãy thấy Na giết á. Thôi đi. Chính xác là Na. Đúng rồi. Nhường đi xong là tí test shotgun mới luôn. Shotgun mới hả? Là, ok. Thật là các sếp mới phải chơi shotgun mới luôn. À thế à. Thế rồi ván này bắn thế nào không? Ván này tới mình xin lỗi chứ làm sao. Hôm nay mình có lỗi mà. Okay. Sếp phải đi xin lỗi rồi. Bình thường. Để sếp Na đi trước cho. Ok, kiếm chỗ nào đứng đi, anh em sẽ dàn hàng. Rồi đây. Ngay chỗ này. Mày chết mày cho mày. Mày chửi thề tao bắn mày đó. Sếp chỗ này nè. Ngay chỗ này nè. Rồi xin lỗi nè. Đấy nhá. Ơ tập sếp, cứu sếp. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Xin lỗi nè, đó. Rồi. Đây, đây là bảo vệ sếp lỗi nè. Ai vào phát ăn đấm luôn. Lỗi. Xin lỗi. Mình xin lỗi. Mình xin lỗi. Cấm cửa, cấm cửa, cấm cửa. Chủ nè. Cấm cờ mày. Cấm cờ. Sếp cục thế này. Sếp sếp Na nằm rồi kìa. Đánh rồi. Bắn chết sếp Na rồi. Ác quá mẹ. Bắn sếp Na ở cái quỷ này. Na nhảy xuống này. Nhảy xuống kìa sếp F. Dám bắn sếp Na. Bắn sếp Na. Bắn sếp Na. Bắn sếp Na. Hay quá sếp Gil. Bắn sếp Na. Các sếp. Sao các sếp ác dữ vậy? Sếp này. Sếp này chọc nè. Trưởng. Cố lên sếp ác rồi. Ây da. Hay quá sếp ác rồi. Hay quá sếp ác rồi. Ây da. Cày tê. Hả? Bé này dễ thương nè. Chào xin chào nè. Bé này dễ thương lắm luôn á. Xin chào. Sếp kêu ác quá. Ui. Xin chào. Xin chào. Lỗi, ôi sếp sói ơi. Ơ kìa. Chào. Sếp kêu chào bà. Bạn mà bạn ấy kiểu ông này, ông này. Tài năng của ông này, ông này. Ông một là mày bị điên. Ơ cột đầu. Ôi cột đầu. Cột đầu. Ôi cột đầu. Mẹ đầu nào kì. Ok thôi bắn nè. Ồ. Rồi bắn đi. Ok. Anh nhận được cái tuổi 3. Da 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 da. Phang phang. Phang. Khi sếp cầm súng. Khi sếp cầm súng. Say ta súng. À lộn. Sếp ta súng. Sếp sơn súng. Sếp sơn súng. Sơn súng MTV.
tụng không bắn à? Đây là không bắn rồi nè. Bắn rồi, bắn rồi, bắn rồi, bắn rồi. Ok bó à. Bắn đi. Để sếp đây không bắn rồi. Sếp. Ôi vô tầm. À vô súng rồi nè. Wow, hấp dẫn. Sao tôi bắn không được đam nào hết vậy? Phía sau bên đây, bên đây, bên đây. Phía sau kìa. Nè. Ủa sao bé này? Bắn đi. Rồi, đây nè. Bắn đi. Người ta không bắn luôn mà mình ác quá à. Ồ, mình ác quá à. Thấy không? Khi sếp kêu hát là nó sẽ có... Thấy súng đây nè, súng đây nè. Súng nè. Trời đất ơi, súng nè. Sao bỏ súng hết vậy? Người. Nhân hôm nay thì các sếp ở đây thì sếp kêu xin hát một bài... Thôi thôi, mình ra, đi. Mình ra, mình chết đi, mình tự sát đi. Thôi, để sếp hát bài. Ai giết vô? Ai giết vô? Nghe thằng này. Thôi đêm nay là đêm văn mừng nghệ của mình rồi. Thôi mình đứng kiếm chỗ nào lên hát văn nghệ đi mọi người ơi. Lên đây đi. Mọi người. Lên đây mọi người. Ok. Sếp Gil muốn hát kìa. Rồi rồi ok. Lên đây phải cho sếp Gil hát nè. Sếp Gil nhanh nhanh lên sếp Gil. Sếp Gil lên đây nè. Sếp Gil buồn rồi. Gil à. Gil à. Rồi lên đây nè. Đuổi sếp Gil nha. Lên đây. Nè. À sếp Gil. Cô sếp là nó hơi bị rồi. Trọng vậy đó. Ấy da, nhảy lọt vô trong luôn à. Gil à. Ok. Lên nhạc. Ok. Kìa rồi sao nữa? Na 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 ui em rồi cô lên biết rồi trường bốc kêu lên bốc kêu lên bốc kêu lên ấy à chết hey chết ấy à tiêu nhờ nghe thằng này thôi nếu như các người thành tâm muốn biết thì chúng tôi sẵn sàng trả lời để bảo vệ hòa bình cho thế giới. Ôi trời ơi cái gì quên mất tiêu rồi. Chúng tôi là những nhân vật thật sự đẹp trai. Người ghét lòng người. Sếp Tùng. Quên. Sếp S. Sếp Kiều. Sếp Nagime. Tôi là sếp S mua ba nhà. Thiếu một con sếp thì phải. Mấy quỷ sếp kia. Thôi lên nhà đi mọi người. Chơi từ chiều mọi người. Lên nhà đi. Uống rồi. Lên nhà đi. Lên nhà đi. Lên nhà đi. Lên nhà đi. Mình chơi tuyệt chiêu tất cả sếp ngồi chung một chỗ không? Là không biết ai luôn. Xoay 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 đi xoay đi xoay đi. Xoay đi xoay đi. Xoay đây là góc này này góc này nè. Góc này góc này. Ok. Chiêu thì xịn mà nghe vậy. Đây vô góc vô góc vô góc. Vô góc. Rồi xoay đi, ai vô góc rồi thì xoay đi. Na vô góc rồi xoay đi. Ngồi xuống xoay 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 để cho người khác vào. Đúng rồi. Nè rồi. Rồi ai vô thì xoay. Bị đẩy ra luôn. Rồi xoay vô. Rồi ok, rồi sát vô. Rồi nhìn tới đây, nhìn thẳng tới. Nhìn thẳng tới rồi. Ui 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 rồi ai chạy lên là mình đơm. Ok ok nhìn cái mặt kìa coi kìa ui. Đâu vậy? Sau lưng kìa, sau lưng kìa. Không sao rồi. Ok không sao không sao. Đâm. Ủa tôi còn sống rồi vậy? Ủa tôi còn sống rồi là nóc vậy? Ủa? Tụi là gì vậy? Ngồi một chỗ là bắn toàn đầu mà. Cái sao ngồi xuống đục không được vậy? Ở trong đây có pha mát ít không ta? Đéo. Không có pha mát ít rồi. Rồi. Ê, cầm số cầm đại bác đi. Đại bác, ừ đại bác. Đại bác. Đại bác đi. M1014. M10. Ủa giờ em mới biết hả? Nè thì nghe rồi, nghe đây nè. Nghe nè. Nè nè. À, nghe này sếp nè. Nghe này sếp nè. Sếp nè nghe đi.
Rồi, sếp nào khoái rồi. Sếp nào là hậu quá à. Nào khoái rồi. Sếp này hơi quê, sếp này hơi quê. Sếp này tối cổ quá. Sếp này ở nhà quê mới lên. Ok. Ở nhà quê mơ luôn. Đây là lần đầu tiên Na tham gia chương trình tự chiến này. Sếp Na. À, sếp Na. Ây da. Ôi rồi xong, mấy sếp bên kia toang rồi kìa. Trời sếp. Sếp ép rồi, cô lên sếp ép rồi. Sếp ép tôi hả? Chết hết rồi. Hay quá. Hay quá sếp. Sếp ép rồi. Sếp ép đang bắt đầu thể hiện trình độ của mình. Ấy sếp ơi. Vâng. Ok. Ấy sếp ơi. Trời ơi. Rất là ngầu. Trời ơi, sếp ơi, hay quá sếp ơi. Hay quá, sếp gì sếp hay quá. Vâng. Cáo sếp một cái này. À cái gì vậy? Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem màn biểu diễn của các sếp trong ngày hôm nay. Thì các bạn đừng quên bấm vào nút like, nút chuông của các kênh Sói Black Gaming, Nagime, X Mobile cùng với đó Gilso Gaming TV. Yeah. Cái gì? Tên gì? Tên cậu là như vậy là đúng rồi. Không có. Rồi Tết rồi, hơi lì xì đi. Có ai Tết nhất tới nơi rồi, có ai lì xì đồ gì chưa? Có ai phát lộc đồ gì chưa mọi người? 30 Tết rồi đó. Ai, bà thấy ông người ta đi chơi 30 Tết, còn bọn mình ở đây 30 Tết ở nhà buồn quá. Ai, không biết là tối nay có đi bắn pháo bông hay không nữa. Thường thường 30 Tết là sẽ đi coi bắn pháo bông mà thôi. Bọn mình chơi game như vậy là được rồi. Không cần người ta bắn pháo bông ở ngoài, mình bắn pháo bông trong game. Tham gia ngay chuỗi sự kiện Tết Free Fire như ý, nhận hộp ma thuật miễn phí toàn server. Mùng 1 Tết như ý, đăng nhập ngay.